Em Đức xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em chia sẻ cho các bác nhà mình cái phác đồ điều trị hen E. coli ghép ORT cộng xương phù đầu các bác nhé. Trong cái mùa thời tiết nắng nóng này thì rất là nhiều những trang trại gặp phải cái tình trạng này mà không biết cách chữa nhá. Thì để hôm nay em chia sẻ cho các bác nhà mình cái cách để mình chữa nó hiệu quả nhất. Đó, thì đây là cái phác đồ của bên em sử dụng thuốc đặc trị của bên em nhá. Đây là cái bảng này cho uống này. Thì các bác có thể tiện theo dõi. Thì để chữa được cái bệnh hen ghép này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Căn bản là các bác phải tìm được cái nguồn thuốc nó hiệu quả và nó tốt. Thì đầu tiên đây các bác lưu ý cho em, thì các bác đã dùng thuốc của bên em rồi thì các bác biết cái đặc trị hen E. coli này. Đó, thì hôm đầu tiên các bác sử dụng cho em là đặc trị E của bên em nhé, cộng long đờm này. Đến ngày thứ hai đặc trị E cộng tecolizin. Tecolizin này thì có cái chức năng gọi là chữa xương phù đầu này đó. Thì đến ngày thứ ba cũng vậy, vẫn là đặc trị E. coli cộng tecolizin cộng long đờm. Và tiếp theo ngày thứ tư là các bác chuyển qua giai đoạn là đặc trị ORT cộng tiêu viêm cộng long đờm. Và ngày thứ năm cũng vậy, đặc trị ORT cộng tiêu viêm cộng long đờm. Đến ngày thứ sáu thì các bác hỗ trợ cho em thêm bổ gan thận và điện giải đó. Ngày thứ bảy cũng vậy. Đó là hết cái phác đồ điều trị cho uống. Thì em chắc chắn với các bác 100% là gà của các bác nó sẽ khỏi nhá. Và đến đây tiếp theo em chia sẻ cái phác đồ tiêm này, thì em đã khẳng định với các bác là không có ai người ta chia sẻ cái phác đồ này cả đó. Thì cái phác đồ tiêm thực tế nhất và những trang trại của em hay đem đi để mình phối trộn để tiêm cho khách đó. Thì đầu tiên này các bác lưu ý cho em là cái xếp G đó, cái xếp G hoặc là cái xếp 5.0. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bromhexin là hỗ trợ long đờm. Cái thứ ba là lincomycin. Cái thứ tư là gentamicin đó. Bốn loại này các bác có thể phối trộn nhé. Nó cũng tùy cái hiệu quả và cũng tùy cái vùng miền mà những cái công ty thuốc họ phân phối ở mỗi cái lĩnh vực địa phương khác nhau, thì nó sẽ có một cái công ty rõ ràng cụ thể. Thì cái này thì em cũng sẽ không liệt kê ra cái công ty nào cụ thể cả để cho các bác tự lựa chọn nhá. Vì có thể là em liệt kê ra cái công ty thuốc ở đây thì các bác cũng rất là khó để lựa chọn, vì trên thị trường rất là nhiều công ty đó. Thì các bác chỉ cần lưu ý cho em cái phác đồ như vậy thôi. Thì những cái này các bác chia theo tỷ lệ gà của mình, ví dụ 1.000 thì các bác tùy theo giai đoạn là gà lớn hay nhỏ mà các bác chia tỷ lệ tiêm cho nó hợp lý. Cái này thì các bác mua thuốc ở đâu thì bên kỹ thuật thú y họ sẽ có cái trách nhiệm tư vấn cho các bác ở đó. Đó, thì những cái phác đồ này thì em dám khẳng định với các bác là không có một cái đơn vị nào người ta chia sẻ cho các bác đâu nhá. Đó, thì cái bệnh này ở trong cái mùa nắng nóng này hoặc là những cái mùa mưa hoặc thay đổi thời tiết, em khẳng định với các bác là không một trang trại nào không dính cả. Chủ yếu là các bác chữa làm sao cho nó hợp lý thôi. Để sang đến cái phác đồ tiêm này thì nó rất là hại đến con gà các bác nhá. Thì mình cân nhắc kỹ, vì bên em cái phác đồ cho uống này nó vẫn còn hiệu quả được đến 90% tất cả các địa phương trên toàn vùng miền đó. Thì em chữa bằng cái thuốc này nó gần nên nó tạo cái thương hiệu cái tên tuổi cho bên em rồi. Thì các bác chưa dùng thì các bác có thể liên hệ với em để được tư vấn trải nghiệm nhé. Còn ngoài cái phác đồ này thì em cũng sẽ bổ sung thêm cho các bác một cái phác đồ nữa để các bác hỗ trợ tốt cho gà của mình hơn. Thì có thể là nơi các bác mà phát triển tốt về thuốc thang ấy, về thú y thì bác có thể mua cho em cái doxy nhập này. Doxy, các bác lưu ý cho em phải là doxy nhập nhá. Đó. Tiếp theo là long đờm này, vẫn là bromelain. Đó. Bromelain này là dạng tiêm nhá, còn bên này là dạng uống. Đó, long đờm. Đó, thì cái này các bác điều trị cho em là 3 ngày. Đó, điều trị cho em 3 ngày nhá, cứ sáng doxy và chiều long đờm. Trong vòng 3 ngày các bác không thấy có hiệu quả nó giảm rõ rệt thì các bác phải đổi sang cái phương án khác ngay cho em nhá. Vì những cái bệnh này các bác để càng lâu thì nó thấm càng nhanh, nó gây lên hao hụt về cái thể trọng của con gà và nó gây hao hụt về cái số lượng đầu con của các bác. Đó, thì các bác lưu ý cho em. Những cái bệnh này thì chữa cực kỳ đơn giản thôi, nhưng các bác phải biết tháo gỡ nó, đánh đúng vào trọng tâm của bệnh. Ví dụ như là những cái hen E. coli ORT này, các bác để phân biệt được cái E. coli này và phân biệt được cái ORT này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng cái này nó phải mổ để thăm khám. Thì những cái tư liệu mổ thì em cũng sẽ có
em đưa lên trên Facebook, em sẽ làm một cái fanpage để cho các bác vào đấy để nghiên cứu. Còn ở trên YouTube do cái chính sách cộng đồng của họ rất là khắt khe nên là em không đưa được những cái hình ảnh để giết mổ lên trên đó. Thì em sẽ làm một cái fanpage ở trên Facebook, thì em sẽ cập nhật những cái fanpage đó để cho các bác vào tham khảo những cái phương pháp để mình có tư liệu mình tham khảo, như là bọn em mổ khám hoặc là hướng dẫn cho các bác ấy cách bắt bệnh gà, và mình mổ ra mình có thể phân biệt được là gà của mình nó đang nằm ở trong cái thể trạng nào đó. Thì hôm nay em làm một cái video chuyên về cái E. coli này, thì tới đây thì em sẽ làm những cái video phun bệnh của gà, ví dụ như đường ruột này, tất cả những bệnh bệnh về đường ruột, ho hen hay là thể thận các kiểu, thì em sẽ liệt kê hết ra cho các bác. Và mỗi một hôm em sẽ làm chuyên biệt về một loại bệnh như này để cho các bác dễ nắm bắt. Thì hôm nay cũng là cái video đầu tiên của em để hướng dẫn cho các bác như thế này. Thì em tổng hợp cho các bác là E. coli cộng ORT cộng phân phù đồng. Thì các bác lưu ý cập nhật cho em cái kênh của em, các bác là đăng ký kênh và nhấn chuông để đón nhận được những cái video mới nhất của em. Trong thời gian này em sẽ sắp xếp cái thời gian để em hướng dẫn cho các bác về cách mình phán đoán, mình bắt bệnh làm sao chuẩn nhất để chăn nuôi các bác đạt được những cái hiệu quả nào tối đa nhất. Đó, đấy là những cái mong muốn của em. Thì các bác lưu ý cho em là những cái phác đồ như thế này thực ra là nó rất là đơn giản thôi. Mình biết ghép thuốc và mình biết chia sẻ thì các bác chữa nó rất là hiệu quả. Vì cái phác đồ này em đi làm gần như là hết khu vực miền Bắc, ở trong miền Nam thì em gửi theo đường bưu điện, nhưng mà em chưa nhận được một cái phản hồi nào là gà của họ không có dấu hiệu thuyên giảm và không khỏi cả. Cái đấy là em chắc chắn và khẳng định với các bác bằng cái uy tín của em đó. Mà sau cái phác đồ tiêm này, cái phác đồ tiêm này thì em nói thật với các bác, chưa đến cái địa phương của em chăn nuôi cực kỳ mạnh, người ta còn giấu, người ta giấu cực kỳ kỹ luôn, không ai người ta chia sẻ như này cả. Nhưng mà em sẽ chia sẻ với các bác để các bác có thể làm được. Thì những cái thuốc như này các bác ra những cái quầy thú y lớn thì các bác sẽ mua được hoàn toàn những cái loại thuốc này em liệt kê ra. Thì điều đầu tiên các bác về các bác pha thì em là từng chút một đó, mình lấy ít ra mình pha vào một cái ly nhỏ để xem nó có hiện tượng kết tủa hay không, vì những cái này là mỗi một cái công ty họ lại làm theo một cái dạng thuốc nó khác nhau đó, nhưng mà tụm chung quy lại thì những cái thành phần nó tương đương là giống nhau thôi. Thì các bác cứ pha ra cho em từng chút một, và các bác lắc nhẹ lên, nếu không có hiện tượng nó kết tủa thì các bác có thể tiêm và nhá. Đó thì có thể cái này thì cái thứ năm này các bác có thể bổ sung thêm cho em cái B12 vào được. Thế nhưng mà thực ra cái này thì không cần thiết, chủ yếu các bác tiêm cái này con gà nó đỡ được bệnh rồi thì các bác cho uống thuốc vào, nó rất là đơn giản thôi, thì con gà lúc này nó sẽ có đề kháng và nó uống lại được thuốc đó. Thì những cái thị trường mới mà các bác chăn nuôi ít thì các bác đánh cái Doxy này với lại cái Long Đờm này nó vẫn có hiệu quả. Nếu mà còn hiệu quả thì các bác cứ đánh, từ khi đến mức độ nó căng quá rồi thì các bác sẽ sử dụng sang đến cái phương trình thứ hai này của em, cái phác đồ thứ hai. Thì các bác cho uống cái liệu trình của bên em này, nếu mà không khỏi nữa thì các bác mới nghiên cứu đến cái phác đồ tiêm. Nhưng mà em khẳng định với các bác cái phác đồ này mà không khỏi nữa thì cái tiêm này nó cũng gần như là vô vị thôi đấy, em chắc chắn với các bác điều đó. Vì khi em đã nghiên cứu ra được cái phác đồ này thì em gần như em dám khẳng định với bà con ở cái thị trường miền Bắc này, em dám khẳng định là có thể thay thế được cho tiêm. Cái đấy là em đã khẳng định và chắc chắn với rất là nhiều trại rồi, em thành công về cái thuốc này, cái tên tuổi của em nó lên được là do tất cả những cái phác đồ bọn em đưa ra, bọn em làm ở những cái trang trại lớn, và nó đã có thực tế cái trải nghiệm của em ở cái miền Bắc này. Thì những cái trang trại lớn nhỏ từ Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, gần như là những cái tỉnh lân cận thì bọn em làm rất là nhiều, từ trang trại lớn, trang trại nhỏ, thế nên là bà con hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng nhá. Vì cũng rất là nhiều những cái trang trại sử dụng thuốc của bên em rồi nên là cái thương hiệu nó đã được khẳng định các bác nhé. Còn đến cái phác đồ tiêm này thì bần cùng thì mình mới sử dụng đến cái phác đồ này thôi, nó hạn chế tối đa. Thứ nhất là vừa mất công tiêm bắt con gà rất là vất vả, cái thứ hai là cái hiệu quả nó mang lại nó cũng tương đối là cao, thế nhưng mà đổi lại những cái mất thì mình tiêm vào con gà nó sẽ yếu và nó kém đi rất là nhiều đó. Và tỷ lệ sau này những cái con nó không chạy được kháng sinh thì nó sẽ có những cái cục tật, cục lỗi ở trên cơ thể của nó. Đó, thì bà con đã tiêm rồi, các bác đã tiêm rồi thì các bác hiểu được cái vấn đề này. Đó, thì hôm nay em sẽ gói gọn ở trong một cái video như thế này để chia sẻ chuyên sâu về cái chữa hen E. coli này và ORT. Đó, thì cái E. coli này thì các bác có thể hiểu được nó là màng bao tim, đó, nó chỉ bao phủ ở màng tim.
Còn cái order T này nó sẽ đóng kén trực tiếp ở trong cái thanh quản của con gà, dẫn đến buổi trưa nắng nóng con gà nó ngáp lên, nó không thở được, cái là tự nhiên nó lăn đùng ra nó chết. Đó, đấy là cái ORT này. Còn khi O với E, ORT này với E coli này, nó dẫn đến cho con gà nó có cái triệu chứng nó khó thở, nó không thở được, thì buộc là nó có những cái khí nó sẽ đẩy lên trên mắt đó, và những cái dịch của nó tràn ra ở mắt thì nó vô tình nó ăn uống hoặc là nó bới vào, nó cào vào, thì nó sẽ bị viêm cái giác mạc đó, và nó viêm cái thành mắt thì nó sẽ chuyển sang sưng phù đầu đó. Thì những cái này thì các bác có thể là ghép thêm cái tiêu viêm vào cho em nhé. Đây thì như ở bên phác đồ uống là em có tiêu viêm rồi, và bên các phác đồ tiêm cũng có tiêu viêm đó. Còn cái bổ gan thận này thì các bác biết là sử dụng kháng sinh vào con gà nó suy nhược rất là lớn, thì mình sử dụng cái bổ gan thận này để cho nó tăng thêm cái mức độ đào thải gan thận của nó, và loại bỏ bớt những cái độc tố để con gà nó phát triển bình thường. Và sau những cái giai đoạn này thì các bác cho uống điện giải và men tiêu hóa bình thường chị em, để cho con gà nó phát triển lại bình thường. Như thực ra là những cái đàn mà nó nặng quá, các bác có thể sử dụng đến cái phác đồ thứ hai là cái phác đồ tiêm này của em cũng được. Phác đồ tiêm này thì nó làm con gà nó cải thiện rất là nhanh, hiệu quả rất là lớn. Thế nhưng mà từ khi trước bọn em không có cái phác đồ thứ nhất này, thì em thường là phải sử dụng cái phác đồ thứ hai là đi tiêm. Nhưng mà thực ra là tiêm rất là vất vả, mà cái hiệu quả nó mang lại cũng chỉ ngang ngửa với lại cái bên phác đồ uống, cái phác đồ thứ nhất của em thôi. Nên là các bác cứ cân nhắc rõ ràng để mình đưa ra những cái phương án làm sao mình chữa được khỏi bệnh cho con gà rồi, mà nó phải mang lại cái yếu tố nó về sau này cơ. Ví dụ như là con gà nó phải phát triển trở lại được bình thường, và nó không quá phải chịu nhiều những cái vaccine, à cái kháng sinh ở trong cơ thể, thì con gà nó sẽ cân bằng trở lại rất là nhanh. Đó, thì các bác lưu ý cho em cái điểm như vậy thôi. Thì cái fanpage em chưa làm xong, em chưa đăng tải được hết video lên, thì hôm nay tạm thời em chưa công bố ở đây, và đến video thứ hai đó thì em sẽ cân đối lại cho các bác, và em sẽ đưa